Kính chào quý vị và các bạn. Thùy Trang rất vui khi được gửi đến quý vị những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Sau vụ tai nạn khiến toàn bộ 10 người trên khoang thiệt mạng, trong đó được cho là có ông trùm Yevgeny Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner, đã có không ít giả thuyết được đưa ra về nguyên nhân gây ra sự cố. Video do hãng thông tấn Nga RIA Novosti đăng cho thấy một máy bay Embraer Legacy 600 rơi gần như tự do trên bầu trời, phía sau là một luồng khói trắng phụt ra. Người quay video zoom vào hình ảnh chiếc máy bay xoay tròn trong trạng thái mất kiểm soát, cho thấy một bên cánh của nó đã gãy lìa. Đây là những giây phút cuối cùng của chiếc máy bay được cho là chở theo ông trùm của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, trước khi nó rơi xuống cánh đồng gần làng Kuhenkino thuộc tỉnh Tver, Tây Bắc Moscow rồi bốc cháy dữ dội. Theo trang tin quân sự Aviapro, các nhà điều tra đang nghiêng về giả thuyết rằng máy bay chở ông trùm Wagner bị rơi do vụ nổ trong khoang máy bay. Một số nguồn tin nghi ngờ rằng bom hoặc thiết bị nổ tự chế đã bị gài trên máy bay và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Các chuyên gia dường như bác bỏ giả thuyết máy bay bị các hệ thống phòng không bắn rơi. Các mảnh vỡ của máy bay ở hiện trường không có dấu hiệu bị tấn công bằng tên lửa. Theo nguồn tin, một giả thuyết được đưa ra là thiết bị nổ có thể đã được đặt ở phần đuôi máy bay. Bằng chứng là phần đuôi máy bay đã rơi cách phần thân vài km. Cựu giám đốc cơ quan điều tra tai nạn của Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ Jeff Gugetti cho rằng một sự cố nghiêm trọng liên quan tới cấu trúc của máy bay đã xảy ra trong quá trình máy bay hoạt động. Ông Gugetti nói, sự cố không thể xảy ra trừ khi có yếu tố nào đó kích hoạt. Trong các video được chia sẻ, máy bay không giống như đang bay mà đang rơi xuống như một chai nước. Sau khi xem lại video máy bay rơi, hình ảnh, mảnh vỡ và dữ liệu theo dõi bay, ông Gugetti nói rằng các bằng chứng đều cho thấy dấu hiệu của một vụ nổ trên máy bay. Ông nhận định một số kịch bản có thể đã xảy ra khiến một máy bay đang bay ở tốc độ và độ cao ổn định đột ngột rơi xuống và vỡ thành các mảnh. Ông chỉ ra các kịch bản gồm thiết bị nổ bị gài trên máy bay, hành động phá hoại trước chuyến bay làm suy yếu cấu trúc của máy bay hoặc một lỗi cấu trúc nào đó khiến phần cánh hoặc phần đuôi tách ra khỏi phần còn lại của máy bay và khiến thùng nhiên liệu phát nổ. Còn theo giám đốc phòng thí nghiệm đổi mới khoa học an toàn tại Đại học Griffith ở Brisbane, Australia, Sydney Decker cho biết, khó có khả năng máy bay bị rơi do trục trặc kỹ thuật vì phần cánh dường như bị xé toạc khỏi thân chính của máy bay. Ông nhận định có hai cách để dẫn đến kịch bản này, gồm tấn công máy bay bằng tên lửa hoặc gài thiết bị nổ từ bên trong. Theo Washington Post, hình ảnh hiện trường vụ tai nạn và hình ảnh vệ tinh cho thấy các mảnh vỡ của máy bay rơi ở ít nhất hai khu vực riêng biệt, trong đó phần buồng lái và phần đuôi cách nhau khoảng 1,5 km. Chuyên gia Rahul Sharman dựa trên các bằng chứng hiện có, thiệt hại thảm khốc trong vụ rơi máy bay ở Nga có thể không phải do tên lửa gây ra. Ông dẫn bằng chứng phần đuôi máy bay bị tách ra và không có dấu hiệu vết hư hại rõ rệt do vụ nổ tên lửa gây ra. Một số chuyên gia khác cũng cho biết họ không thấy bằng chứng về vụ phóng tên lửa đất đối không hoặc tác động của tên lửa khiến máy bay rơi. Giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Tom Caraco cho biết, những lỗ thủng xuất hiện trên một trong các cánh của máy bay có thể là do một vụ nổ, nhưng không có đủ bằng chứng để khẳng định đó là vụ nổ như thế nào. Ông cũng lưu ý rằng không có bất kỳ vết tên lửa nào xuất hiện trong các video ghi lại vụ rơi máy bay. Chiếc máy bay Embraer 135 BG Legacy 600 rơi ở tỉnh Tver khi đang bay từ Moscow tới Saint Petersburg vào hôm 23 tháng 8. Toàn bộ 10 người trên khoang máy bay đã thiệt mạng. Theo các thông báo, có vẻ máy bay chở theo Prigozhin và một số người thân cận nhất với ông trong hãng Wagner, bao gồm cả Dmitry Utkin. Cuộc điều tra về vụ rơi máy bay được cho là chở lãnh đạo hãng Wagner Prigozhin và một số thành viên của công ty này vẫn đang khẩn trương diễn ra. Hiện tồn tại nhiều bí ẩn và phức tạp quanh sự việc này. Với nhiều bí ẩn và phức tạp, Nga đã bày tỏ quyết tâm điều tra đến cùng vụ rơi máy bay ở Tver. Việc kiểm tra ADN vẫn đang được tiến hành nhằm nhận diện các thành viên có trong chuyến bay gặp nạn. Các nhà điều tra vẫn chưa chính thức xác nhận ông Prigozhin tử vong trong vụ rơi máy bay cá nhân của ông vào hôm 23 tháng 8. Giới chức cấp cao Nga đã chia buồn về khả năng Yevgeny Prigozhin, doanh nhân sáng lập hãng quân sự tư nhân Wagner, đã qua đời. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 8, khi bình luận về vụ tai nạn máy bay, Tổng thống Nga Vladimir Putin có dùng thời quá khứ để đề cập ông Prigozhin. Điều này dường như khiến người nghe liên tưởng đến điều chẳng lành. Ông Putin nhấn mạnh rằng công ty Wagner đã làm được nhiều điều tốt cho nước Nga,
Nhà lãnh đạo cũng có đưa ra những lời khen đối với ông Prigozhin. Tổng thống Putin cam kết giới chức Nga sẽ đi đến tận cùng để xác định những gì đã xảy ra với máy bay thương mại của ông Prigozhin. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng những bước đi cần thiết như xét nghiệm ADN sẽ mất thời gian. Theo hãng truyền thông RBK, việc điều tra được giao phó cho Ivan Sibula, một điều tra viên cao cấp trước đó đã chỉ đạo các cuộc điều tra đối với nhiều tai nạn hàng không được dư luận chú ý nhiều ở Nga. Đội ngũ của Ivan Sibula đã tham gia điều tra vụ rơi máy bay phản lực tư nhân vào năm 2014 tại sân bay Vnukovo ở Moscow, khiến Christophe de Margerie, tổng giám đốc hãng dầu lửa Total của Pháp, tử nạn. Ông Sibula cũng từng điều tra vụ hạ cánh khẩn cấp của chuyến bay Aeroflot 1492 vào năm 2019. Ủy ban điều tra Nga đang xem xét vụ tai nạn hàng không ở Tver theo hướng phạm vi an toàn bay gây chết người. Đây được coi là tội hình sự ở Nga. Khu vực quanh điểm rơi máy bay của Prigozhin được cơ quan thực thi pháp luật khoanh vùng. Một số mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy cách điểm rơi chính tới vài km, cho thấy máy bay có thể đã phát nổ ở trên cao. Các nhà báo đưa tin về hoạt động cứu hộ cho hay, việc tìm kiếm bằng chứng phục vụ điều tra vẫn tiếp tục cả ngày lẫn đêm. Giới chức Nga chưa xác nhận có mưu đồ nào đằng sau vụ tai nạn này, nhưng hiện có nhiều đồn đoán về sự kiện này từ cả bên trong và bên ngoài nước Nga. Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya ở miền Bắc Nga, Ramzan Kadyrov, nhấn mạnh tình bạn trong quá khứ giữa ông và Prigozhin. Ông Kadyrov nói, những thành tựu của Prigozhin là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, ông Kadyrov cũng nhận xét, thời gian gần đây, ông ấy hoặc không thấy hoặc từ chối nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn. Tôi đã hối thúc ông ấy từ bỏ tham vọng cá nhân, nhưng Prigozhin tìm cách có được thứ ông ấy muốn. Nghị sĩ Leonid Slutsky, thủ lĩnh Đảng Dân tộc Cánh hữu Dân chủ Tự do của Nga, nói rằng mặc dù thi thoảng giữa ông và Prigozhin có sự đối lập về quan điểm, nhưng cả ông Prigozhin và hãng Wagner đã làm được nhiều việc để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, từng cảnh báo chùm Wagner Prigozhin đề phòng những mối đe dọa đến tính mạng hai lần trước vụ rơi máy bay. Cuộc nổi loạn do ông Prigozhin phát động vào tháng 6 năm 2023 đã bị vô hiệu hóa bằng một thỏa thuận do Belarus làm trung gian. Theo đó, ông và các chiến binh trung thành của mình được phép rời khỏi Nga an toàn. Giới chỉ trích chính phủ thì lập tức tố Moscow đã sát hại Prigozhin để trả thù cho việc ông này từng chỉ đạo cuộc binh biến ngắn cách đây 2 tháng. Tại thời điểm đó, Tổng thống Putin đã tố cáo cuộc hành quân của Wagner về Moscow, gọi đó là nhát đâm sau lưng đất nước. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói những phát ngôn cáo buộc Nga ra lệnh giết ông Prigozhin là lời dối trá. Khi được hỏi về việc ông Prigozhin được cho là đã chết, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các nhà báo rằng không có nhiều thứ ở Nga mà ông Putin không đứng đằng sau. Nhưng ông Biden cũng thừa nhận rằng ông không biết một cách chắc chắn điều gì đã xảy ra. Lầu Năm Góc bác bỏ tuyên bố ban đầu của truyền thông cho rằng một tên lửa phòng không có thể đã bắn hạ chiếc máy bay xấu số. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá thuyết này là không chính xác, theo phát ngôn viên Patrick Ryder. Mặc dù vậy, ông Ryder cho biết quân đội Mỹ vẫn tin rằng có khả năng ông Prigozhin đã qua đời trong vụ rơi máy bay. Một số nguồn tin do truyền thông Nga dẫn lại gợi ý rằng chiếc máy bay có thể bị một quả bom gài lên phá hủy trong không trung. Một số ám chỉ rằng phi công riêng của Prigozhin đã không có mặt trên máy bay và có thể là thủ phạm. Ngay trước khi xảy ra vụ rơi máy bay, Prigozhin tuyên bố ông có ý định tập trung vào hoạt động ở châu Phi, nơi hãng Wagner có sự hiện diện mạnh mẽ. Sau khi ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin được cho là thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hôm 23 tháng 8, Wagner giờ đây dường như đã có lãnh đạo mới. Từ một báo cáo mà trang Avia Pro tiếp cận được hé lộ, ông Anton Selizalov, người được biết đến với biệt danh Lotus, từng được ông trùm Prigozhin gọi là kẻ chinh phục Soledad, có khả năng đã trở thành người đứng đầu của tập đoàn quân sự Wagner. Ông Anton Selizalov, 42 tuổi, từng là chỉ huy cấp cao và là một trong những nhân vật chủ chốt thuộc cơ cấu Wagner. Trước khi gia nhập tập đoàn lính Wagner năm 2016, Anton Selizalov từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga. Giới thạo tin nhận định, nếu việc bổ nhiệm vị này trở thành người đứng đầu Wagner được xác định, đây sẽ là tín hiệu cho một giai đoạn hoạt động mới. Với những thay đổi chiến lược, đầu tiên, lãnh đạo mới của Wagner có thể sửa đổi chiến thuật và chiến lược của công ty. Thứ hai, việc thay đổi người lãnh đạo sẽ phần nào ảnh hưởng tới môi trường làm việc, cũng như tâm lý các thành viên Wagner. Trong trường hợp này, sự thay đổi đó có thể dẫn tới việc củng cố hoặc bất đồng. Tuy vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng, với tính chất hoạt động khép kín trong lĩnh vực nhạy cảm, nhiều khả năng Wagner sẽ không có bất cứ tuyên bố chính thức nào được đưa ra. Theo một nguồn thạo tin, ông Anton Selizalov rất được ông trùm Prigozhin tin tưởng và được phong là kẻ chinh phục Soledad khi chỉ huy thành công chiến dịch tấn công thị trấn chiến lược Soledad, một cứ điểm quan trọng trong cuộc xung đột tại Donbass kéo dài 5 tháng.
Trong một cuộc phỏng vấn với Telegram, Grayson hồi đầu năm nay, ông Anton Zhilinskov đã khẳng định lòng trung thành với tập đoàn Wagner. Ông Anton Zhilinskov nhấn mạnh, Wagner trong tôi không chỉ là một cấu trúc của sự đoàn kết anh em, đó chính xác là một hệ tư tưởng, chúng tôi không thể bị chia rẽ, mọi quyết định đều được đưa ra chung tại hội đồng chỉ huy. Được biết, ông Anton Zhilinskov đã từng tham gia các hoạt động quân sự tại Syria, Cộng hòa Trung Phi và Libya với tư cách là chỉ huy thuộc Wagner. Người này hiện bị Pháp, Ukraine và Liên minh châu Âu EU, Nhật Bản, Bỉ, New Zealand, Thụy Sĩ đưa vào danh sách đen. Tiến sĩ Jonah Daniels Beria, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI, nói với BBC rằng cái chết của ông Prigozhin có thể sẽ dẫn tới một sự cải tổ nhất định của nhóm Wagner. Tuy nhiên, theo bà Jonah, các hoạt động tổng thể của Wagner có lẽ sẽ vẫn diễn ra như dưới thời lãnh đạo của ông Prigozhin. Wagner sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai, nhưng có lẽ dưới một cái tên khác. Tập đoàn Wagner đã chứng tỏ nó có khả năng thích ứng và biến đổi. Chúng ta phải nhìn Wagner không chỉ với tư cách một con người mà là một hệ sinh thái. Theo Tom, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Lancaster, Amalendu Misra cho rằng cơ cấu lãnh đạo của Wagner được giữ bí mật nên sẽ khó biết được ai sẽ thay thế ông Prigozhin. Ruslan Chak, nhà phân tích an ninh thuộc Hội đồng Đại Tây Dương nhận định, một người có liên quan tới cơ quan tình báo quân sự Nga GUR có thể được bổ nhiệm làm lãnh đạo của Wagner. Nhân vật này sẽ phải có nhiều tiền để đảm bảo ngân sách cho các hoạt động của Wagner. Tập đoàn quân sự Wagner do Yevgeny Prigozhin thành lập năm 2014 vốn được nhắc đến nhiều sau khi tham chiến tại Ukraine và làm nên những chiến thắng lớn như tại mặt trận Bakhmut hồi đầu năm nay. Nhưng trên thực tế, Wagner không chỉ ghi dấu tại Ukraine. Trong mấy năm gần đây, lực lượng của Prigozhin đã in dấu chân ở rất nhiều nơi tại châu Phi, từ Bắc Phi cho tới Trung Phi và Tây Phi. Trong đó, nổi bật là khu vực Sahel, dải đất khô cằn nằm trải dài hơn 3 triệu km2 cắt ngang châu Phi, nằm ở phía nam sa mạc Sahara như một vùng chuyển tiếp giữa Bắc và Trung Phi. Tại Sahel, các nhóm vũ trang thánh chiến có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và tổ chức khủng bố Al-Qaeda ngày càng gia tăng hoạt động, khiến các chính phủ ở nơi đây, chẳng hạn như Mali, Burkina Faso hay Niger, phải chật vật đối phó. Cùng với tình trạng tranh giành quyền lực giữa các tướng lĩnh với nhau và giữa các lãnh đạo quân sự với chính quyền dân sự, bài toán an ninh ở khu vực này trở nên hết sức nan giải. Bối cảnh ấy là mảnh đất màu mỡ để Wagner xâm nhập và bén rễ. Theo báo Foreign Policy, binh sĩ của Wagner đang hoạt động ở ít nhất 8 quốc gia châu Phi, tham gia đủ các loại hình dịch vụ an ninh, từ bảo vệ các cơ sở khai mỏ, đảm bảo an ninh cho các yếu dân cho đến thay thế quân đội chính quy để chiến đấu với khủng bố và bảo vệ lãnh thổ. Chẳng hạn tại Cộng hòa Trung Phi, lực lượng Wagner thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Fort Achen, Toadora và chiến đấu chống lại các nhóm vũ trang nổi dậy. Ước tính có khoảng 1.000 lính Wagner đồn trú tại Cộng hòa Trung Phi kể từ năm 2018. Và ngoài việc vận hành như một quả đấm thép trên chiến trường, lính Wagner còn tham gia bảo vệ các cơ sở khai thác kim loại quý của chính quyền. Sự hiện diện lớn thứ hai của Wagner là ở Mali. Tại đây, Wagner hỗ trợ chính quyền quân sự hiện tại kiểm soát đất nước và trấn áp các cuộc nổi dậy của những chiến binh Hồi giáo thánh chiến. Theo giáo sư khoa học chính trị Kimberly Martin của Đại học Columbia, Mỹ, Wagner cũng đang hợp tác với một trong hai phe quân sự trong cuộc nội chiến ở Sudan. Đó là lực lượng bán quân sự có tên Hỗ trợ Nhanh RSF do tướng Mohamed Hemeti Hamdan Dalo. Ngoài ra, Wagner cũng hiện diện khá sâu tại Đông Libya. Họ làm việc với lãnh đạo chúa ở khu vực đó, Khalifa Haftar, để đảm bảo hệ thống phòng không của ông ta được vận hành hiệu quả, qua đó bảo vệ các nguồn tài nguyên dầu khí mà Haftar kiểm soát. Nhưng sau những báo cáo cho rằng thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin có thể đã chết trong vụ tai nạn máy bay ở Nga, nhiều người hiện đang tự hỏi liệu sự hỗ trợ quân sự từ tập đoàn quân sự này tại châu Phi có thay đổi hay không. Đối với Gian Kaming, giám đốc đánh giá các nguy cơ rủi ro của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, có vẻ như các hoạt động của các nước ở châu Phi sẽ tiếp tục như những gì họ đã làm trong vài tháng, thậm chí nhiều năm qua, trong một số bối cảnh nhất định. Kaming nói rằng, tương lai của nhóm lính ở châu Phi vẫn còn nguyên vẹn dù Prigozhin không còn tham gia hay chỉ huy lực lượng này. Ông nói, nếu bạn nhìn vào cấu trúc của nhóm Wagner ở các quốc gia như là Cộng hòa Trung Phi, Mali, Sudan và Libya, không có dấu hiệu ngay lập tức nào cho thấy lực lượng họ sẽ dừng hoạt động hoặc thậm chí là gián đoạn hoạt động đáng kể cũng không.
trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với TV. Ông Fidel Goanchika, cố vấn của Tổng thống Cộng hòa Trung Phi CAR Touadera, nói rằng quan hệ giữa nước ông và các lực lượng bán quân sự từ Wagner vẫn sẽ như cũ. Ông Guajica nói, chúng tôi sẽ có một thỏa thuận quốc phòng và các lực lượng bán quân sự đi cùng chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của họ như trước đây. Họ sẽ tìm một người đứng đầu khác. Trong khi đó, ở Mali, thậm chí còn có nhiều vướng mắc tài chính hơn giữa chính quyền quân sự với Wagner và các công ty con của tập đoàn này. Vào cuối năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã xác định một căn cứ quân sự mới đang được xây dựng ở Mali. Những người chứng kiến tại hiện trường sau đó xác nhận rằng căn cứ này là của quân Wagner. Các báo cáo tình báo của phương Tây cho hay Mali, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã chi 10 triệu đô la Mỹ mỗi tháng, nghĩa là hơn 100 triệu euro mỗi năm cho lính Wagner. Wagner cũng có cổ phần đáng kể trong lĩnh vực dầu mỏ của Mali, thậm chí kiểm soát hiệu quả giá dầu xuất khẩu của nước này. Sau đó, theo đánh giá của nhà sử học Irina Filatova, giáo sư danh dự và nghiên cứu viên cao cấp của Đại học KwaZulu-Natal ở Nam Phi, mỗi nhánh của Wagner ở châu Phi có thể định vị mình độc lập trong một tương lai tiềm năng hậu Prigozhin. Bởi vậy, có thể nhận định rằng lợi ích và mối quan hệ giữa Wagner và các đối tác ở lục địa đen tới đây sẽ không thay đổi, ngay cả khi Yevgeny Prigozhin không còn ở đó nữa. BBC dẫn lời bà Emily Ferris thuộc Russia cho biết, trong trung hạn, các hoạt động của Wagner sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vì cái chết của người đứng đầu. Tuy nhiên, với lâu dài, hoạt động của Wagner sẽ thay đổi. Rất có thể Wagner sẽ chia thành hai nhóm, trong đó nhóm không có thủ lĩnh ở Belarus sẽ giải tán và phe còn lại hoạt động ở nước ngoài sẽ biến thành một nhóm khác. Tên tuổi của Wagner có thể biến mất, nhưng lực lượng và phương pháp mà ông Prigozhin tạo ra thì không. Ngoài Prigozhin, danh sách hành khách trên máy bay được Cục Hàng không Dân dụng Nga Roa Sivasia công bố còn có tên các cộng sự hàng đầu của Trung Wagner như Phó tướng Dmitry Utkin. Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết toàn bộ 10 người trên chuyến bay đều thiệt mạng. Rosa Vyasnya cho biết đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ủy ban điều tra Nga cũng khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định an toàn hàng không. Nhưng tới nay, chưa cơ quan nào xác nhận ông Trùm Wagner thiệt mạng. Tuy nhiên, trong phát biểu trên truyền hình ngày 24 tháng 8 về vụ rơi máy bay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tới Prigozhin ở thì quá khứ. Lầu Năm Góc ngày 24 tháng 8 nói ông Prigozhin có thể đã chết trong vụ tai nạn. Các quan chức tình báo Mỹ và phương Tây tin rằng đây là hành động cố ý. Giới chức nói rằng còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ rơi máy bay, song nhiều dấu hiệu cho thấy một vụ nổ có thể đã xảy ra trên phi cơ.